Đầu gỗ Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2018. Trong cái video clip này, tôi đang trân trọng giới thiệu một số hộp đựng trà và những cái thố đựng hạt dưa ngày Tết. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ cẩm nai của Nam Phi, cẩm nai của Gia Lai, chứ không phải cẩm nai Nam Phi. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ cẩm nai của Tây Nguyên, vô cùng giá trị. Toàn bộ là liền khối. Đây gọi là các thố đựng hạt dưa hoặc là các cái hạt bánh kẹo để ngày Tết, trông rất là đẹp. Và để trưng bày ở phòng thờ, phòng khách, đựng các đồ trang sức mini rất là giá trị. Và chúng tôi đánh số đây, loại nhỏ là A1, A2, A3, A4, A5 và đến A6. Và cái trong kia là phần B, từ B1 đến B6, và phía trong cùng là phần C, từ C1 đến C6. C là số to. Các cái thố này là toàn bộ là liền khối, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm nai của Tây Nguyên, hay còn gọi là cẩm nai ta, rất là giá trị. Và đã được khoét rỗng ở bên trong, đựng được rất là nhiều. Đựng hạt dưa, đựng bánh kẹo, đựng các cái hạt hướng dương ngày Tết. Và đây là hộp trà cũng bằng gỗ cẩm nai. Nô này chúng tôi xong được 8 chiếc hộp trà gỗ cẩm nai liền khối, vô cùng giá trị, vân veo rất là đẹp. Và giá cả rất là hợp lý. Khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay một trong những cái hộp đựng bánh kẹo, hộp hạt dưa và hộp trà, liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Thành Luân đang trưng bày tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, và tại cơ sở 1 là Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Khách ưng hộp nào có thể nhắn tin qua Zalo hoặc truy cập trực tiếp vào Facebook là Đỗ Anh Luân để xem những cái hình ảnh chúng tôi chụp up lên thường xuyên. Thấy cái hộp này vân rất là đẹp. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100% và liền khối. Đấy, cái âu rất là to, cái gọi là cái thố, còn cái âu đựng bánh kẹo hạt dưa rất là rộng, cho vào rất rộng, với cho cả hai nọt vào được. Đây này gạt tàn thun á bằng gỗ chắc. Đây này thố hạt dưa rất là đẹp, ngày Tết để trưng bày rất đẹp, vừa sang trọng vừa đẹp. Và đen hộp trà được làm chất liệu gỗ cẩm nai, vân loang ra báo rất là đẹp, toàn bộ vân gỗ tự nhiên hết, nó đã được phun PU bóng mờ rất đẹp. Thì khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những cái thố đựng hạt dưa đẹp như thế này, liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại, hoặc quý khách có thể gửi tin nhắn qua Zalo. Quý khách thích cái hàng số nào, từ 1 1A, 1B và 1C. Cái hàng C kia là to đây, từ 1B này, thì số 1B này là to rồi, 2B cũng to này. Hôm nay là ngày 21 tháng 12, quý khách hàng nào nhanh tay liên hệ ngay với Thành Luân để chọn những cái hộp to nhất và đẹp nhất. Chúng tôi mới xong được một lô là 16 cái hộp vừa to vừa nhỏ, cái thố đựng hạt dưa và 8 hộp đựng trà gỗ cẩm nai, vân ra báo rất là đẹp. Số 7 này vân rất là đẹp này. Tóm lại là cái nô hộp trà này chúng tôi chọn vân rất là đẹp. Và hiện tại luôn đang còn hàng trăm chiếc hộp trà giống này đang trưng bày tại hai cơ sở. Tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và video clip quý vị đang xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%. Đây là một số cái thố là hộp đựng hạt dưa và hộp trà rất là rộng, trong đựng này rất là nhiều và đã được khoét cong và liền khối 100%. Gia đình nhà nào mà có cái bàn có khách rộng có thể mua hai hộp, một hộp to và một hộp nhỏ cho nó có cặp, một hộp to hộp nhỏ để gần nhau rất là đẹp. Có thể đựng vàng bạc trang sức, mua làm quà tặng kỷ niệm. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong video clip sau. Vân veo rất là đẹp. Thành Luân báo giá tham khảo luôn là cái hộp nhỏ, hộp nhỏ hay là từ 1 triệu đến 1,2 triệu, và hộp to là từ 2 triệu đến 2,8 triệu, tùy theo kích thước và tùy theo kích thước của từng hộp. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau.